Xin chào các bạn, ván cờ tiếp theo là một sự kiện làm chấn động làng cờ Trung Hoa vào những ngày cuối tháng 9 của năm 2021 này. Giữa Hoa Thần Hạo, một thần đồng cờ tướng từ thời niên thiếu của đất Thượng Hải, và Vương Khuếch, đương kim vô địch quốc gia với kỳ phong cương nhu trầm bồng, rất khó để tiên liệu. Vừa qua, anh đã có mấy lần chạm tứ đoạt thành trước tiểu cự nhân Tả Tĩnh, và kể cả lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm cũng đã phải bỏ mạng vì không thể nào đỡ nổi những quái chiêu. Mời các bạn cùng đến với lần đụng độ vô cùng mãn nhãn này. Trong đó Hoa Thần Hạo là người cầm đò, tiên nhân chỉ lộ, Vương cũng đấm chốt ngay. Hoa lại đối chốt đề pháo, rồi Vương quay về với trận thức sở trường của mình là phi tường. Hoa nhảy mã cánh biên, Vương mã 8 tấn 7, Hoa bình xe chốc pháo, Vương theo xe mà giữ căn. Tới đây Hoa Thần Hạo đã bất ngờ đưa pháo còn lại vào trung lộ, thay đổi cách thức để tiến công. Vương Khuếch cũng nhanh nhẹn lấy tà pháo tiến của Hà mà phong tỏa, nhằm vào giữa trung lộ có thể ra tay ngay. Hoa buộc phải nhảy mã còn lại giữ lấy căn, rồi Vương Khuếch lấy cơ hội này đưa mã quỳ mà xuất kích. Hoa Thần Hạo lấy xe để tiến một phi tường, rồi tiếp tục đưa mã quải giác là một hình cờ mà Vương Khuếch rất ưa thích để sử dụng. Trong hình cờ này vẫn là một lối giản quân, có phần nào anh đã quen thuộc về đường đi nước bước. Vương lại dùng binh ba tiến một, bỏ trước rồi đoạt sau. Tức là gì? Hoa Thần Hạo kiểu gì cũng phải đưa chốt này qua Hà. Vương lúc đó chỉ cần điều xe vào đường ba vây bắt, nếu như binh này tháo chạy, xe thượng lên phía trên gây sức ép vào mã, cả cánh trái và phải của Hoa Thần Hạo sẽ trở nên rất khó đi. Nhưng điều đáng chú ý là cách đối phó trong hình cờ này của Hoa Thần Hạo chẳng mấy chốc để bàn cờ lên cao trào. Đứng trước một nguy cơ mà chốt thứ nhất của đối phương vừa xong, thì anh lại dũng mãnh đưa tiếp binh ở lộ còn lại. Và chính việc này làm nên những bất ngờ đầu tiên, Vương Khuếch đã bối rối ra mặt. Lưỡng đầu xa, Vương hoàn toàn có thể dùng một trong hai chốt để tiến lên, nhưng tự dưng lại xuất hiện thêm một lựa chọn làm anh phải đắn đo thêm một lúc lâu. Nếu như rằng lựa chọn thứ nhất là binh ba tiến một, e rằng sẽ không ổn thỏa. Lúc này Hoa chỉ cần điều xe sang đường sườn chốc lấy mã. Nếu như bỏ mặc việc này mà tiến chốt là thất thiệt, đổi ngang Hoa hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Bình tiến một, rồi tiếp tục chỉ cần ủi chốt này qua Hà, và trận cờ của Vương vỡ tan tác ngay. Bởi vậy chỉ còn duy một lựa chọn, tức là ngay tại đây phải lấy xe tiến một mà giữ căn. Nhưng đường cờ vẫn vậy, Hoa đưa chốt này qua Hà, mã còn lại bị công kích, mã quải giác thì bị che chắn. E rằng Vương Khuếch không thể nào tìm ra hình cờ đủ sức bật. Bởi vậy lựa chọn trong thực chiến của mình cũng chỉ còn một cách đi, hoàn toàn đúng thêm mưu đồ của họ Hoa, là Vương Khuếch phải lấy binh bảy mà tiến một. Và tới lượt của mình, Hoa vẫn vậy, điều xe vào đường sườn này chốc lấy mã, xe tấn một mà giữ căn, rồi cũng phải dùng binh bảy để tràn qua Hà. Một kiểu bố trận rất mờ, mới chỉ vài nước nhưng nhị vị đều có một chốt vừa xong, và bắt đầu mở ra những điều thú vị nhất. Tất nhiên rằng tới đây về phía của họ Vương không thể nào cứ về mà dùng tường tiêu diệt chốt, mã đường bảy sẽ phải mất mạng, cũng chẳng thể nào lấy binh bảy này tiến một, ý chỉ là tiếp theo còn đe dọa pháo vỗ vào trung tâm. Nếu như đơn ngựa này phóng lên và thành thử ra xe đường hai sẽ mất mạng. Lúc đó Hoa trả đòn một cách ngoạn mục là dùng pháo này tiêu diệt mã, làm mất đi căn của xe đường tám trước. Rồi sau khi pháo tám này quật vào trung lộ chiếu, anh chỉ cần lấy pháo này tiến thẳng lên vừa chiếu trà, xe đường 8 của Vương mới là kẻ phải mất mạng. Và với cách đánh vừa rồi cộng với lợi thế tiên của mình, Hoa chỉ cần dùng xe 6 này tiến thẳng 3 nước, kiểu gì chốt đường 7 của Vương cũng phải toi mạng sớm hay muộn mà thôi. Bởi vậy sau một hồi ngẫm nghĩ một cách kỹ lưỡng, trong hình cờ lựa chọn của Vương lấy pháo 8 bình 7, mục đích là kích đấu ngay. Và Hoa Thần Hạo lấy pháo này chém thẳng vào chốt, tiêu trừ hậu họa về lâu dài. Vương Khuếch lúc này đã đổi ngang chủ lực, mã của Hoa phải quay đầu, rồi cũng nhanh nhẹn đưa pháo vào đường 3 mà đánh trà. Ngựa này đã trở thành một điểm yếu mà Hoa không thể nào làm ngơ, tại vì mở đường thúc lên tuyến trên, tưởng mất mạng và xe này lộ thiên, Hoa Thần Hạo lại có một phần vất vả. Thế nhưng trong hình cờ, thay vì tìm cách tháo chạy thì Hoa lại quăng ngựa còn lại ra cánh biên, tức là mời đổi.
nếu phá vượt lên, rất khó khăn để tìm đường xoay sở. Còn phá mã của Han lúc đó trở nên là một vị đẹp hơn, dễ dàng để tổ chức được tiến công. Chưa kể rằng, chốt đường bày này cũng là một nguy cơ mà Vương không thể nào phớt lờ. Bởi vậy, lựa chọn tới đây của Vương là anh đưa pháo đường bày mà tháo chạy trước. Rồi Hoa cũng vậy, giật ngựa về biên, vừa có thể giữ sức tường. Vương khuếch, mã bày tiến 6. Nước cờ này kịp thời để ngăn tránh, đối phương chỉ cần dùng pháo ba này ủi lên hai nước, xem như đường thông quân hoàn toàn bít cửa. Còn tới đây, việc đe vào giữa trung lộ, Hoa cũng đối phó nhẹ nhàng, bình pháo mà kê càn. Rồi Vương lộ diện xe, Hoa lập tức dùng xe 6 này tiến lên, kỵ hà vừa chốc lấy mã, vừa giữ căn chốt. Đây cũng là lý do mà ở trước, Vương không thể nào dùng tường tiêu diệt. Lúc đó với đòn tấn xe này, mã vào tường kiểu gì cũng phải bỏ lại một. Còn trong hình cờ, lựa chọn duy nhất là Vương phải quay đầu mã mà tháo chạy về đúng một vị trí cũ để cho Hoa lấy xe 6 tiến 2 mà chốc pháo ngay. Có thể nói là một cách rất thông minh để có thể vây bắt chủ lực của đối phương. Trong hình cờ này, pháo đường bao của Vương Khuếch đang bị dồn tới cảnh đường cùng. Nhưng không thể nào chỉ cần đơn giản là tháo chạy để thoát lấy tấm thân. Lúc đó Hoa vẫn cầm một đòn rất độc địa là dùng pháo đường 4 tiến lên, bịt eo tường, đánh thẳng vào xe. Đang còn đe dọa một lúc rất nhiều nguy cơ mà Vương Khuếch chẳng biết phải xoay sở ra sao. Bởi vậy, một cách lựa chọn để giữ lại đầy đủ sức bật cho mình, Vương Khuếch lấy xe 2 tiến 1 mà giữ căn, còn mở đường đánh trả, lấy pháo này, nổ tường, chiêu tướng và bắt chết xe. Hoa Thần Hào thấy vậy, đã dương sĩ lên mà phòng thủ từ trước. Việc này cũng hoàn toàn có lợi để mà pháo đường 4 này có thể quay về thoái thủ để ngăn tránh đối phương có thể dùng xe 2 tiến lên bước từ vào mã. Tới đây, anh còn mở đường tiếp tục dùng chốt 7 tiến 1, pháo xem như sẽ phải toi mà ngay. Nhưng trước hết, Vương Khuếch phải đưa mã quẻ rác này mà tháo chạy. Lựa chọn duy nhất là phải quay về vị trí ban đầu. Đây cũng là một thứ từ rất hợp lý, đặc biệt là của Hoa Thần Hào. Nếu như anh dùng xe mà chém ngựa trước, lúc đó Vương Khuếch trả đòn, dùng xe này tấn thẳng lên, vừa cột chết mã, mở đường pháo này có thể cuột thẳng vào tường, thế tiến công nhanh nhẹn sẽ được hình thành. Còn tới đây thì sao? Hoa Thần Hào vẫn tỏ ra là người chủ động hoàn toàn, với một nước cờ tuyệt độc, dùng pháo này tiến lên để bịt eo tường. Có vẻ như là Vương Khuếch đang đụng phải một đối thủ đáng gờm thật sự. Với hình cờ trước mặt, Vương Khuếch đã chấp nhận dùng xe bảo kê pháo. Tại vì xe của Hoa Thần Hào nằm ngay vị trí này, nước cờ tiếp theo ai cũng đã nhận ra Vương chỉ cần bổ sĩ lên đánh đuổi và trận cờ chẳng mấy chốc mà trở nên ổn thỏa. Cũng như rằng đơn giản nữa lấy tượng này tiêu diệt vào chốt. Nhưng chính một đòn cắm pháo tuyệt đỉnh thông minh này, Hoa Thần Hào đã đạp tan tất cả những tính toán có phần nào quá tốt đẹp của họ Vương. Nếu như anh tiếp tục bổ sĩ lên, tượng trung tâm sẽ phải mất mạng, đánh vào mã. Mã tháo chạy còn đánh trà, xe chỉ cần tạt đường 2, vừa tiếp tục đánh đuổi pháo phía trên, và hình cờ của Hoa sẽ hoàn toàn đại ưu. Bởi vậy, cũng chẳng hề còn lựa chọn, bất đắc dĩ, mạo hiểm, nhưng là cách duy nhất, Vương Khuếch đưa tướng này để xuất trình. Tiến 1, vừa giữ căn tường, vừa chốc lấy pháo, mà Hoa Thần Hào không thể nào làm ngơ, đành lòng sẽ phải quay pháo mà tháo chạy về một vị trí rất khôn ngoan. Ngay đường này để có thể giữ căn lấy mã, mà đòn nhăm nhe từ đầu của Vương gần như không thể nào thực hiện được nữa. Tới đây, Vương đành phải dùng xe 2 tiến 1 thoát khỏi cảnh kiềm chế này để ngăn tránh đối phương, có thể dùng binh 7 tiến 1 xem như pháo đường 3 chính thức bị gọi hồn. Nhưng cũng vì vậy mà Hoa Thần Hào đắc thực lợi rất quan trọng, chính là một đơn sĩ. Vương Khuếch trong tình cảnh này cũng chẳng biết phải làm sao, kể cả hàng tiền tấn công lẫn phòng thủ đều rất lộn xộn. Đành lòng phải dùng tượng 5 tiến 3 mà tiêu diệt hậu hòa, không thể nào làm ngơ. Hoa Thần Hào dùng mã này nhảy ra khỏi biên để hạn chế sức mã có thể liên công khi cần của đối phương. Và tới lượt của Vương, anh đã bổ tượng trung tâm, Hoa lại quay xe về cửa hà. Vương nhanh nhẹn dùng pháo nổ thẳng vào chốt. Và tới lượt của Hoa, anh lại bình pháo nhòm vào mã đường bày. Lúc này Vương Khuếch pháo rời về hai nước, rồi Hoa bất ngờ đưa tướng để xuất cung. Nước cờ này nhằm mục đích gì? Thật sự là một âm mưu vô cùng kín kẽ và sâu xa. Hoa vẫn tỏ ra là người chủ động và lấn lướt hoàn toàn. Kể từ đầu, Vương gần như không hề có cơ hội để tổ chức bất kỳ một đợt tiến công nào.
đành phải lui tất cả qua khỏi bờ sông của mình mà cố thủ. Hàng tuyến phòng thủ này cũng đã nát tan, tượng thì phải méo mó, sĩ thì mất mạng, tướng thì phải tấn lầu hai, mã còn lại cũng phải nằm án binh bất đồng mà chờ thời. Trong hình cờ này tới lượt của Hoa, anh chỉ cần dùng pháo nổ thẳng vào mã, đơn pháo đường ba này phải theo, rồi chỉ cần trở về dùng mã ba tiến bốn mà vây bắt ngay. Pháo chạy đường nào cũng chẳng mấy quan trọng, lúc đó Hoa chỉ cần dùng xe này tiến lên phía trước, vừa có thể hạn chế đường lui quân của tướng Lộ Năm vô cùng khốn khổ, rồi tận dụng sức mã. Pháo đường năm này có thể rời truyền, e rằng vương chẳng thể nào toàn thay. Bởi vậy trong hình cờ này, lựa chọn duy nhất để bảo toàn, vương đành phải quay ngựa còn lại về đúng vị trí ban đầu. Lại tiếp tục là một kỵ binh bại trận bị đánh cho tan tác, phải lui về hàng tuyến của mình. Trong hình cờ này, được nước, Hoa Thuần Hào bèn nhảy mã qua hà mà đe dọa ngay. Thấy đối phương đã áp sát, vương cũng lệnh cho kỵ binh ở cánh trái lên để ra cố thành trì. Rồi Hoa cũng nhảy mã mà chiếu gấp, không thể nào bỏ qua cơ hội. Tướng thoái một, rồi lập tức bình pháo vào mà đánh đuổi. Tất nhiên, chiến mã đường 6 này không còn cửa để tháo chạy. Lúc đó thì sao? Xe này tiến thẳng và kết liễu ngay. Bởi vậy, lựa chọn của Vương Khuếch là đưa pháo này vỗ mặt tướng vào trung lộ, rồi tận dụng cơ hội đưa mã còn lại phát triển đánh thẳng vào xe. Lúc này xe rời về một nước tìm cách khác, thì Vương Khuếch lấy pháo tiến một đánh đuổi mã, một kỵ binh rất nguy hiểm. Hoa Thần Hào bèn nhảy mã lên kiềm chế ngược lại sức ngựa của đối phương. Rồi vương đưa tướng tiến lầu hai thoát khỏi cảnh kiềm chế trước. Hoa Thần Hào bèn lấy pháo này một lần nữa tiến lên đi thẳng vào hàng tuyến của đối phương, còn chốc lấy mã. Một bàn cờ vô cùng khó khăn của Tuân Kỳ Vương Trung Hoa, anh đang gặp một đối thủ rất khó chơi. Từ đầu, anh vẫn chưa được đối phương cho ngơi nghỉ bất kỳ một ngày nào, đành phải tiếp tục đưa ngựa mà tháo chạy thôi, chẳng hề còn cách khác. Rồi cũng trở về, Hoa lại bình xe sang mà nhốt chết. Tới đây Vương Khuếch lại rời pháo về hai nước, tìm cách mà cố thủ. Hoa Thần Hào đưa pháo để tạt biên, vương nhanh nhẹn rời tướng một, lấy pháo mà đánh đuổi. Nhưng Hoa đã thủ sẵn cho việc này, anh chỉ cần lao pháo để chìm đáy ngay. Sĩ này dương lên, rồi tiếp tục là một đòn đánh rất nguy hiểm. Xe 8 đã bình 2. Liên tục là những thần chiêu với đầy đủ sức mạnh, Hoa Thần Hào đã giáng thẳng vào kinh thành của Vương Khuếch. Lúc này vốn đang còn ngắc ngoài, e rằng Vương Khuếch sẽ không thể nào giữ nổi thành sau đợt tấn công tiếp theo này. Xe pháo mã quy biên thực sự là quá mạnh. Trong hình cờ, lựa chọn của Vương đưa xe vào đường sườn và tiếp tục chờ đợi. Hoa Thuần Hào đã nhảy mã lên để có thể giữ thành trước. Vương Khuếch đưa pháo để tạt cánh biên, chỉ cần kích đầu đơn pháo này, xem ra lực quân vẫn còn dư sức mà cố thủ. Nhưng bỏ mặc, Hoa đưa pháo này tạt đường 4 và chờ đợi, có phải để trao tặng quyền này cho đối phương, tức là Vương có thể chủ động mà ra tay, chẳng hề đơn giản tới vậy. Hoa lúc này còn chuẩn bị cho một sát cục kinh người, lấy xe này chìm đáy, sĩ thoái, rồi vỗ vào, mời tướng tiến lầu 2, quay ngựa về để kết liễu ngay. Bởi vậy tới đây, Vương chỉ còn cách là phòng thủ một cách bị động, là dương sĩ lên, nhân tiện còn dùng pháo đánh đuổi vào mã. Hoa lúc này mới chấp nhận đấu ngang quân, nhân tiện còn nhòm vào mã đường 2, bắt buộc rằng binh biên phải tiến 1. Rồi Hoa lúc này mới đưa mã tháo chạy, nhân tiện còn hỏi tội sĩ. Sĩ phải thoái và nhảy mã vào vị trí cũ, vẫn có thể đe dọa, chỉ cần tiến lên rồi lấy mạng sĩ, âm mưu vừa rồi vẫn có thể tái hiện. Bởi vậy Vương một lần nữa rất chật vật với hàng tuyến phòng thủ của mình, đã rời sĩ về. Và Hoa Thuần Hào mã quay đường 2, Vương mở đường, binh 5 tiến 1, thông sức xe sang cánh còn lại để có thể phòng thủ kịp thời. Hoa Thần Hào lúc này cũng rất nhanh, đưa mã quay về kết hợp sức pháo phía trên. Vương Khuếch mã 6 tiến 7 đánh thẳng vào xe. Xe lại tạt đường 8 đuổi ngựa, ngựa quay về vị trí cũ, rồi lúc này mới bổ tường. Vương Khuếch với những đường cơ khốn khổ gần như không thể nào đưa được quân lực nào vừa sông. Tới đây lại tiếp tục là một đòn phòng thủ có phần nào bị động, đưa pháo tạt sang đường sườn. Và Hoa Thần Hào chỉ cần trở về, dùng pháo đổi ngang quân, chẳng có lý do gì mà anh không chấp nhận cả. Tại vì mã của Vương Khuếch phải quay đầu về, cũng vì vậy mà chính thức một nửa hàng tuyến phòng thủ của Vương đã bị Hoa lấy mất mạng. Thế nhưng đường cờ của Vương cũng chẳng hề đơn giản,
anh còn thủ sẵn cho việc này màn kích đấu. Thứ nhất là để hóa giải bớt áp lực tiến công với những đường cờ không thể nào ngờ được của tay cờ trẻ họ Hoa kia. Và thứ hai, trong hình cờ này anh chỉ cần đưa xem mà tháo chày, dùng tường đánh bất mã thứ nhất. Và thứ hai nữa, chỉ cần tiếp theo đưa xem 4 bình 3, đơn mã này kiểu gì cũng phải lui quân. Còn nếu như đổi ngang, dư được chốt 5 cộng với kỹ năng cờ tàn siêu hạng của mình, còn rất khó để nói trước được việc gì. Còn lúc này, đương nhiên Hoa sẽ phải đưa ngựa mà tháo chày, đúng theo dự trù của mình. Vương Quách điều xe, hỏi tội mã ngay. Nhưng Hoa cũng chẳng phải là tay vừa, anh bỏ mặc sức mã đường bày, mà dùng C8 tiến lên, vừa đánh trà. Nếu như tường của Vương Khuếch quay đầu về, nhờ xe này giữ căn, sẽ đi đúng vào mưu đồ của đối phương, tức là Hoa chủ động kích đấu, bằng cách dùng mã 7 tiến 5 để thoát thân. Đấu hay không đi nữa, Vương cũng vô cùng bất lợi. Bởi vậy, trong hình cờ này, lựa chọn của Vương Khuếch đành lòng phải đưa ngựa tháo chày và quay về để hộ giá ngay. Hoa thần hào, điều xe sang đường sườn còn lại, vây bắt mã. Ngựa này chắc chắn không thể nào để mất, đây không phải là màn kích đấu mà Vương Khuếch cứ vậy ra tay. Tại vì sau khi ngựa này mất mạng, xe nằm vị trí này hoàn toàn có thể rút chết hoặc là bức tử. Bởi vậy, chỉ còn cách là mã 4 tiến 5. Nếu như Hoa ra tay bức tử mã, lúc này Vương Khuếch sẽ vô cùng được lợi. Mã 5 thoái bày, xe nảy theo, rồi tiếp tục ủi chết mã còn lại. Và với hình cờ này, Vương Khuếch sẽ thoát chết và đưa về một hình cờ hòa cơ bản. Thế nhưng trong thực chiến chẳng hề dễ dàng, tay cờ trẻ họ Hoa lại tung ra một đòn thần sầu nữa. Lập tức anh đưa ngựa này mà tháo chạy về, vừa còn tiếp tục đe dọa vào chiến mã đường 6. Vương Khuếch không thể nào làm ngơ, đành lòng phải quay ngựa. Có thể thấy là trong một phạm vi rất chật hẹp, nhưng lúc này cả đôi mã của Vương Khuếch tỏ ra vô cùng khốn khổ, điều chuyển liên tục tháo chạy một cách bị động hoàn toàn. Và tới đây Hoa chỉ cần chờ thế, nhảy mã để chiếu ngay tường tiến lầu 2, rồi mới chấp nhận đưa ngựa quay về cung mà cố thủ. Vương Khuếch bình 5 tiến 1, đây là một thực lợi cuối cùng. Còn nếu như không, mã đối phương đạp về nữa, xem như lúc đó chỉ còn cách buông cờ cho sớm chờ. Còn tới đây thì sao, sĩ còn lại cũng phải ra đi, gần như không thể nào trấn giữ được việc này. Nhân tiện còn vây bắt vào mã 4 phải tấn 3, lựa chọn duy nhất. Điều xe sang một đuổi cùng giết tần, mã này phải quăng lên tạo thế liên hoàn. Rồi lúc này Hoa lại quay xe 1 tướng tiến lầu 3 và tiếp tục đưa ngựa đi về vị trí này. Việc tháo chạy này là đương nhiên và cũng chỉ còn đúng một cách này. Nhưng chẳng phải vì vậy mà Vương Khuếch có thể dùng binh 5 tiến 1 giành lại thế chủ động. Lúc đó Hoa thần hào có thể tốc thắng ngay. Mã 5 chỉ cần tiến 3, tướng phải suốt đường còn lại, còn nếu như bình 4, xe mốc đáy và kết liễu. Còn lúc này thì sao, Hoa thần hào đưa xe vào trung lộ, vừa còn chuẩn bị cho một sát cục là mã 3 thối 5, còn đúng một cách đi cho Vương Khuếch là phải quay ngựa về mà kê càn. Lúc đó còn đánh vào xe trung tâm này, Hoa thần hào chỉ cần rời xe về hai nước vừa bắt trà, mã đương nhiên không thể nào thoát thân, tại vì xe vỗ mặt và kết liễu. Bởi vậy phải đưa mã còn lại mà xung trần giữ sức liên hoàn. Nhưng tới đây đã vô cùng đơn giản, xe bình chiếu, tướng vào trung lộ lấy mạng đơn ngựa thứ nhất. Mã thứ hai cũng không thể nào thoát thân, lựa chọn tốt nhất cho Vương có lẽ là phải buông cờ thôi. Đó cũng là lý do trong hình cờ này bắt buộc dòng Vương Khuếch lại một lần nữa khổ cực, điều xe sang đường bày mà giữ lấy sức chiếu của đối phương, một đòn đánh rất nguy hiểm. Và Hoa thần hào lại tiếp tục tung ra quái chiêu của mình là tưởng 5 tiến 3 rất cao, bất buộc rằng Vương Khuếch phải đưa xe tháo chạy tìm một con đường khác mà cố thủ. Rồi Hoa vẫn vậy, nhảy mã đường 3, xe này phải quay đầu rồi nhân tiền mà đạp thẳng về chốt. Kịch bản của ván đấu này đang diễn ra những điều gần như không thể nào tin được. Những đường cờ quá xuất sắc của Hoa thần hào, kể cả khai, trung và tàn. Tới đây Vương Khuếch vẫn thực sự khốn khổ, cả đôi ngựa này sức liên hoàn cũng chỉ vì giữ vững hậu phương. Tướng đã phải thượng lầu 3, hàng tuyến phòng thủ thì đã tan tác từ lúc nào. Lúc này cho dù chốt 5 đi nữa, e rằng cũng chẳng còn nhiều tác dụng. Vương Khuếch lựa chọn lấy xe 6 bình 8, mục đích có lẽ là đưa ngựa này vào cảnh khó đi. Nhưng chẳng hề xem đó là nguy cơ, Hoa thần hào đã nhảy mã còn lại lên tìm cách mà xung trần. Tại vì xe của Vương tiến 1 vây cùng vào mã, binh này chỉ cần tiến lên và giữ chắc chắn ngay. Còn trong hình cờ, lựa chọn trước của Vương là phải quay tường về.
Để có thể ngăn tránh đối phương chỉ cần một nước mã này, rất khó để xoay sở. Nhưng không ngờ được rằng tới đây Hoa Thần Hào vẫn vậy, dùng mã này quyết tâm lao thân vào cửa tử. Suy xét một cách kỹ lưỡng, đây là một cách khôn ngoan để có thể mở đấu ngang, hóa giải thế liên hoàn của đôi mã đang còn có một tác dụng nhất định ở hàng tuyến phòng thủ. Thế nhưng Vương Khuếch cũng chẳng thể nào chủ động mà ra tay, làm mã quăng lên. Lúc đó thì sao, ngựa này mất mạng đã đành, tướng quay đầu mở đường cho một nước cờ rất nguy hiểm nữa là mã 1/2, vừa phục tiến vào đường 3 này mà Vương chỉ còn cách buông cờ. Ví dụ là binh 5/1, lúc đó mã quăng lên làm sao mà trấn giữ, tại vì nếu như tướng 5/6 xe theo là bước từ. Còn nếu như hai lựa chọn còn lại là tướng 5/1 hoặc là binh sang đường 4 đều bị một nước cờ rất nguy hiểm là mã quay về vị này chiếu và bước từ lấy xe. Bởi vậy, để ngăn cản trước việc này, không thể nào thủng thẳng binh 5/ mà buộc phải binh xe vào giữ sức chiếu ngay. Rồi lúc này thì cuộc cờ quá đơn giản, xe 1/1 tướng quay đầu rồi quay xe về cửa hà, mã vào chốt. Vương Khuếch chỉ có thể giữ lại một, là một tàn cuộc lệ thắng cấp độ vỡ lòng mà Hoa Thần Hào đã rất thông thạo vài năm trước đây. Bởi vậy, trong hình cờ này, lựa chọn của Vương Khuếch là nhường quyền chủ động cho đối phương. Anh cũng chẳng biết làm cách nào cả, đành phải đưa xe 8/2 và Hoa Thần Hào đã ra tay, mã phải quăng lên, rồi lập tức Hoa đưa mã 1/2 mà xung trần, lại tiếp tục là những đòn đe dọa kinh người. Và tới như thời điểm này, Vương Khuếch mới bắt đầu tìm ra cách thức để đe dọa trận địa của đối phương. Đầu tiên, đưa chốt khỏi trung lộ, đe lấy sát cục bằng cách cắm xe. Hoa Thần Hào rất tỉnh táo, chỉ cần rời tượng về, không hề để lại bất kỳ một di chứng nào cả. Vương Khuếch nhảy ngựa xuyên đường tâm, thì Hoa Thần Hào lúc này đã bỏ mặc, dùng mã quăng lên trước, vừa có thể ám phục một chiêu thức chết người là rời xe về một nước. Bởi vậy, tướng này phải tháo chạy, chẳng hề còn cách khác. Rồi Hoa Thần Hào đã quay mã về. Vẫn là chiêu thức cũ, buộc rằng Vương phải đưa tướng vào trung lộ mà cố thủ, tiếp tục vây bắt. Rồi Hoa lại đưa ngựa về trung tâm, có vẻ là những nét cờ vô cùng quen thuộc. Và dĩ nhiên, Vương không thể nào đưa xe vào trung lộ chốc mã, tại vì mã quăng lên chiếu, vừa lấy mạng chốt, Vương cũng chỉ còn cách là buông cờ. Cho nên tới đây, lựa chọn của anh là mã 6/8 mà ngọa tảo ngay. Hoa đã bỏ mặc, nhảy một nước mã, tướng phải suốt đường còn lại, rồi cũng tiếp tục đưa tướng này ra khỏi cung. Đây là một cách đơn giản nhất để có thể hóa giải đi thế tiến công duy nhất còn le lói của đối phương. Nhưng tới đây, nếu như giả thử Vương Khuếch dùng binh 4 mà tiến 1, chúng ta sẽ làm rõ thêm về hình ảnh sát cuộc rất tinh tế mà Hoa Thần Hào đang còn chờ sẵn. Lúc này là gì? Anh chỉ cần nhảy mã vào đường 6, còn hai lựa chọn cho họ Vương. Nếu như thứ nhất, đưa tướng vào trung lộ, mã chỉ cần nhảy vị này, tướng phải suốt đường còn lại, rồi đưa xe chiếm trung. Thấy trước mà không thể đỡ, và cũng chỉ còn cách duy nhất cảm tử lấy chủ lực, rồi cũng phải buông quân mà thôi. Cho nên không thể nào đưa tướng vào trung lộ, tức là trong hình cờ này, sau khi mã của Hoa nhảy chiếu, Vương Khuếch phải rời tướng về một nước. Thì lúc này vẫn còn một cách khác là giật ngựa về trung lộ, lưỡng chiếu, bắt buộc rằng tướng phải quay đầu. Còn nếu như tiến lầu 2, xe thoái 1 và kết liễu. Còn trong hình cờ này, mã nhảy chiếu, tướng lại vào, rồi tiếp tục điều xe sang đường 2, vừa có thể đe lấy sát cục, vừa chốc tử lấy mã mà Vương cũng phải buông cờ. Tức là hậu quả của đòn đánh tiếp theo, Vương Khuếch sẽ phải mất mã. Nhưng điều đau khổ nhất, hình cờ này không hề có cơ hội để cho anh tiếp tục cố thủ. Nếu như đưa ngựa về đường 7 thì vẫn vậy, tại vì mã nhảy chiếu, theo bản luận ở trước, tuyệt đối không thể nào đưa tướng vào trung lộ, mà phải dùng tướng quay đầu rồi ngựa lưỡng chiếu, thành thử ra cũng mất mạng. Và cách thức thứ hai cũng vậy, tức là mã 8 quay về đường 6. Còn nếu như lựa chọn mã 8 tấn lên đường biên này, thì sau khi thực hiện những cách đánh vừa rồi xe 7 lại bình 2 đe sát cục, nhân tiền lại quay về và ém tử. Còn cách thức khác cũng chính là lựa chọn trong thực chiến của Vương Khuếch. Ở hình cờ này, anh dùng xe 2 này tấn thẳng 3 nước vừa giữ lấy căn, một phương án khả thi cuối cùng. Vừa có thể nhân tiền đe dọa ngược, đưa xe vỗ vào trung lộ, tạo ra một chút sức ép. Tại vì kiểu gì, hàng tuyến phòng thủ này, Hoa Thần Hào cũng bị dỡ tung. Nhưng tới đây, Hoa đã thể hiện một khả năng xuất chúng của mình. Anh chỉ cần đưa xe vào trung lộ, khóa tướng.
chuẩn bị cho nước cờ tuyệt độc tiếp theo là hồi mã về. Thấy trước mà không tài nào chống đỡ, cho nên Vương Khuếch đã phải đẩy bàn, nhận thua một cách tâm phục, khẩu phục. Có thể nói là một ván đấu xuất sắc của Hoa Thần Hạo, không còn từ nào để diễn tả. Kể từ đoạn khai, trung và tàn cuộc, Vương Khuếch không hề có bất kỳ một cơ hội nào để phản kích, chỉ còn chống đỡ trong bị động. Bàn cờ này như là một màn trình diễn siêu đẳng của thiếu niên xuất anh hùng Hoa Thần Hạo, rất đáng khâm phục. Video này đến đây là kết thúc. Nếu như cảm thấy chút thú vị, các bạn đừng quên like, ủng hộ giúp Cờ Tướng Đam Mê. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.